22 chiến cùng rapper on the mic. Gọi để kể về người bạn trai ngay sau khi cả hai vừa cãi vã. Và hỏi đàn ông vốn dĩ ai cũng sẽ cộc cằn như vậy à. Chẳng hề một chút bất ngờ, bởi lâu dần tôi cũng đã quen. Lời cuối đầu dây bên kia em hẹn hôm nào uống vài ba chén. Bụng đói cồn cào nhưng sao chỉ nghe thấy rõ tiếng lòng sao động. Mấy ngày hôm qua tự nhủ, đừng bận tâm mấy chuyện bao đồng. Trong ánh mắt của em tôi biết, mình là người bạn tốt độc thân. Vì trái tim những lúc tổn thương, em tìm đến và khóc bao lần. Ey, giống như là ngạn, tình cảm này tôi vẫn luôn thường che giấu. Quá nhiều cơ hội, tôi đã để lỡ em ở chuyến xe tàu. Liệu mọi chuyện sẽ ổn, ít nhất là trong vài tình huống. Em say đắm với autotune, còn âm nhạc tôi chân thật bình thường. Cứ lặp đi lặp lại quần quanh với tháng ngày dài. Mọi bức hình em và người ấy tôi vẫn không tiếc để lại một like. Thời gian trôi qua thật chậm, tích tắc cũng quá nửa đêm. Nỗi buồn như đã ngủ quên, chợt bất ngờ số em. Tiếng chuông vừa reo, đánh thức anh căn phòng này. Biết nói gì đây, khi mọi chuyện vẫn cứ lặp lại. Chắc anh chịu thôi, sorry I don't wanna try. Đó là vấn đề của em, đó là vấn đề của em. Tiếng chuông vừa reo, đánh thức anh vào căn phòng này. Biết nói gì đây, khi mọi chuyện vẫn cứ lặp lại. Chắc anh chịu thôi, sorry I don't wanna try. Đó là vấn đề của em, đó là vấn đề của em. Hey, cao 1m8, khá đẹp trai, tóc vuốt ngược kiểu baby. Cả cảnh bóng sáng đang đứng trước cửa. Bạn trẻ em đợi nãy giờ, em bỏ lại tôi và quên mất luôn. Câu chuyện còn đang dang dở, dồn nén bấy lâu khiến tôi phản kháng. Em không khỏi sự sững sờ. Tình yêu cần hai người vun đắp mỗi ngày như trồng cả rừng cây. Đôi khi gió mưa ghé qua để biết lòng nhau liệu rằng có đủ đầy. Nhiều người bỏ cuộc, à thì bạn anh cũng từng như thế đấy. Vì nghĩ cho em nên anh mới khuyên. Tin anh không thì kệ vậy. Thôi thì anh cũng thế luôn. Yeah, anh cũng thế luôn. Giống nhau, chẳng khác gì với nhau. Đàn ông thì luôn tỏ ra bản thân mình như một người đầu bếp thú vị. Nhưng khi phiền em cảm xúc ở trong tình yêu thì biết cái gì. Câu nói ta chỉ là bạn, em cười cho rằng điều này thật nhảm nhí. Tự hỏi rốt cuộc mọi khoảnh khắc dành cho em có dễ dàng qua đi. Sự thật đã có lời nhắn trao đổi mới đây bằng tay rồi. Cảm ơn vì sẽ chăm sóc bên cạnh em sau này thay. Tiếng chuông vừa reo, đánh thức anh căn phòng này. Biết nói gì đây khi mọi chuyện vẫn cứ lặp lại. Chắc anh chịu thôi, sorry I don't wanna try. Đó là vấn đề của em, đó là vấn đề của em. Tiếng chuông vừa reo, đánh thức anh vào căn phòng này. Biết nói gì đây khi mọi chuyện vẫn cứ lặp lại. Chắc anh chịu thôi, sorry I don't wanna try. Đó là vấn đề của em. Quan tâm những gì sau đấy, anh chẳng quan tâm nỗi buồn của em sau này. Anh chẳng quan tâm và cũng chẳng muốn thấy. Anh chọn buông tay kết thúc những hồi chuông này. Yeah, rất là tuyệt vời anh tôi. Yo yo. Yeah, what up anh? What's up? Hello. Chào anh. Free Fire chiến cùng rapper on the mic. Ngày hôm nay khách mời của chúng ta đó chính là anh Mr. T. Đã lâu, rất là lâu rồi em mới anh Mr. T ngày hôm nay. Chắc là anh có gì chia sẻ với khán giả không ạ? Thì chắc chắn là lời đầu tiên thì dành cho tất cả những khán giả đang xem chương trình Rapper on the Mic. Mình là rapper Mr. T. Cũng là một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Tại vì chắc mọi người đều biết thì là dịch bệnh, nên thành ra là tất cả những mọi công việc và các mối quan hệ chúng mình không được gặp nhau nhiều. Nên thành ra là ngày hôm nay được gặp tất cả mọi người ở đây thì chắc chắn là mình rất là vui và cũng có nhiều điều muốn chia sẻ với tất cả mọi người. AT thì anh em mình vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, chơi game với nhau. Yeah. Còn Mithy thì hôm nay là lần đầu tiên anh được gặp. Yeah, nhưng mà yên tâm rằng là anh vẫn hay xem em ở trên các cái live stream á. Hôm qua anh vừa xem em luôn này. Okay. Wow. Thật sự rất là vui. Chia sẻ thêm một tí cho Mithy nhá. Thì anh biết AT là một người người truyền cảm hứng rất là nhiều cho tới thế hệ của AT từ thời những năm 2007, 2008, 2009. Thì anh biết AT ngày xưa có ở trong nhóm It For Band.
Yeah. 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 It's for number one. Yeah, đúng. Và thật sự thì nó để nhắc lại cái câu chuyện là It's For ngày hôm nay thì đó là một trong những cái thời hoàng kim rap Việt đẹp nhất đối với RT. Khi mà RT nhìn lại đó là một cái thời điểm đẹp nhất để mình nhìn lại những người anh và những người chị khi mà họ là những người đã đi đầu về hip hop từ thời rất là lâu rồi. Và đến ngày hôm nay RT thật sự rất là muốn và rất là vinh dự có mặt ở đây để được lắng nghe nhiều hơn về góc nhìn của một người đàn anh nói về thời hoàng kim của rap Việt. Ok, lời đầu tiên thì chắc anh cảm ơn RT đã ủng hộ và đã theo dõi anh từ những ngày đầu. Yeah, RT. Yeah. Sướng quá. Thì không biết đó là anh cảm nghĩ như thế nào khi mà dạo gần đây tất cả các chương trình rap và cũng khiến cho rap nó trở thành một cái mà cộng đồng nhiều người biết đến hơn và nó cũng gọi là cho nhiều người xem hơn, nó phổ biến hơn á, thì không biết là anh cảm thấy nó như thế nào ạ? Cảm xúc của anh ở thời điểm hiện tại thì có một cái điều là anh cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Anh nghĩ rằng là cái điều này không chỉ là đối với riêng mình bản thân của anh đâu, và tất cả những người anh em hip hop mà đã theo nghề một chục, hai chục năm nay thì đây là cái điều mà tất cả mọi người đều mong muốn, là cái bộ môn rap hip hop dần dần được công nhận là một thể loại âm nhạc chính thống tại Việt Nam. Cái thời điểm cách đây khoảng hơn 10 năm trước khi mà anh mới vào nghề á, thì ngày đó tất cả mọi người, đại đa số thì người dân người ta vẫn chưa có một cái định nghĩa chính xác đây là dòng nhạc rap đâu. Cái thế hệ của anh là ngày đấy anh chung nhóm với cả anh Chesty, chị Emily, anh Mr. A. Thì hồi đó bọn anh thật ra là làm nhạc theo cảm xúc và làm nhạc theo đam mê của mình. Và ngày đó là cái điều mà bọn anh mong muốn á, luôn luôn đó là định nghĩa rõ ràng hơn về cái dòng nhạc rap hip hop cho tất cả những người nghe ngay thời điểm đó. Vì ngày đấy là có một cái từ là rất là nghe rất là buồn, đó là dòng nhạc chế. Hay là thơ con cóc. Chính xác không? Hay mình như thế. Đó. Và khoảng 10 năm trước, đó mười mấy năm trước thì cái dòng nhạc rap hip hop này này, đâu đó thì mọi người cũng đã thể hiểu đây là một cái thể loại nhạc trên thế giới du nhập về Việt Nam rồi, nhưng mà nó chưa có chỗ đứng một cách cụ thể như bây giờ. Ngày đó thì mọi người vẫn cứ có một cái suy nghĩ rằng là có thể là hơi cổ hủ đi, thì có thể là dòng nhạc rap luôn luôn chỉ là một cái phần đệm bè. Một cái phần đệm bè hát ké thôi trong một cái bài nhạc chính thống khác. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì chắc anh em mình có thể hoàn toàn tự tin rằng là dòng nhạc rap, hip hop bây giờ đã có chỗ đứng và có thể hoàn toàn một mình có vị thế ở trên những bảng xếp hạng thường xuyên. Yes sir. Yes, nhưng mà nói xa đâu, thì ra là chính là em đây, hồi bé khi mà em nghe nhạc mấy cái bài nhạc ngày xưa á, thì mà có thêm một đoạn rap á, mình chỉ gọi cái đấy là có thêm đoạn rap trong một bài hát thôi, chứ mình không gọi đây là một bài rap. Đấy, thường chỉ là như thế thôi. Nhưng mà dạo gần đây khi mà với cái sức hút cũng như là với cái sự bùng nổ đến từ nhạc rap, em thấy đó là mọi người đã bắt đầu quan tâm đến rap nhiều hơn. Cụ thể đó là chúng ta bắt đầu có những cái show như là Rapper on the Mic để giải thích và nói cho mọi người biết đó là những cái từ ngữ chuyên môn về rap, để có những bạn họ tò mò, họ muốn biết thử là về rap nó như thế nào. Nếu như mà có cơ hội thì không biết anh mong cái thời mà mình chơi rap á, nó bùng nổ như bây giờ, hay là anh vẫn muốn là như thế này thì vẫn ok ạ? Thật ra ở cái thời điểm ngày đấy mình đang nói về câu chuyện quá khứ á, khi mà chơi cái dòng nhạc này bọn anh không suy nghĩ nhiều đâu. Và mình cũng không thể nào mà tưởng tượng được, ở cái lứa tuổi ngày đấy là khoảng 20, 21 tuổi, thì mình không thể tưởng tượng rằng là cái dòng nhạc này nó sẽ đi tới đâu tại Việt Nam. Ngày đấy bọn anh chỉ biết đơn giản rằng là cảm xúc mình như thế nào thì bọn anh viết ra và bọn anh hát và bọn anh thể hiện thôi. Và cứ thế là như một cái cây á, thì là mỗi ngày mỗi một người vun đắp tưới xén bằng một bài hát, thì dần dần cái cây đó chắc chắn là theo thời gian ở mười mấy 20 năm đến bây giờ thì chắc chắn là cái thời điểm mà để tất cả những người chơi rap như bọn anh cảm thấy rằng là đã đến cái ngày hái quả rồi. Bây giờ thì em nghĩ đó là các bạn trẻ bây giờ, em hỏi tuy là bố mẹ không ủng hộ hay gì, nhưng mà mình đã có thể đi thu một cái bài rap nó rất là dễ dàng. Vậy thì không biết cái thời của anh đó là những cái bài rap mà mình sáng tác ra này rồi mình thu thì nó có gặp khó khăn gì không anh? Ôi sao bây giờ mới đến được ba câu hỏi mà nãy giờ nghe Mithy với cả Ati nói mà anh cảm giác anh già quá. Nói đâu già đâu anh. Mình có cách nào mà diễn đạt cho nó nghe nó nhẹ nhàng hơn được một chút không? Thật ra nhìn đây sàn sàn ở trên hình thì anh đâu đến mức là già như vậy đâu, đúng không? Không, em cũng nghĩ là thế, nhưng mà bởi vì nó phát triển nhanh quá. Đúng, anh biết Ati phải hiểu như này. Dạo gần đây thì đấy, thì thứ nhất là công nghệ phát triển này, những cái thứ mà thiết bị thu âm, mọi thứ nó cũng đã phát triển rồi. Nó chứ kể là quay phim nè, hay quay là phim, chụp hình, mạng xã hội, tất cả mọi nói thứ chung là mọi cái gì đó, đúng rồi, mọi cái gì đó hỗ trợ cho nghệ thuật hiện giờ nó rất là nhiều. Thì bọn em muốn nhìn thấy được cái góc nhìn của thời điểm lúc trước,
Ok, khi... anh giỡn thôi. Mà có vẻ Ati căng thẳng về câu, câu hỏi lại của anh quá. Biết mà, biết sao, em thật sự em rất là tôn trọng anh. Cho nên là khi mà em nói thì em sợ kiểu bị hố hố ấy. Cũng hay khớp khớp. Không sao đâu, nếu mà có hố thì chương trình biên tập sẽ cắt đi, không sao cả. Chương trình này sẽ đến đấy à. Ok. Ra là những cái câu nói vừa rồi của Ati hoàn toàn là những cái suy nghĩ và những cái câu trả lời anh muốn trả lời dành cho tất cả mọi người. Rằng là đúng là cái thời điểm ngày trước với cả thời điểm bây giờ á, tất cả mọi thứ nó đã phát triển một cách rất là chóng mặt, từ mạng xã hội, công nghệ thông tin cho đến các cái thiết bị thu âm rồi thiết bị ghi hình, tất cả mọi thứ nó phát triển lắm. Hồi đó bọn anh 19-20 tuổi á, muốn có một cái mic để thu âm ra một cái bài nhạc nó hoàn chỉnh á, bọn anh chưa dám nghĩ gì cao xa vời như là những chiếc mic có giá trị như bây giờ đâu, mic thu âm á. Thì ngày đấy bọn anh chỉ có biết thu là qua những cái chiếc headphone á. À, tai nghe, tai nghe headphone. Và muốn ở đó có một cái tai nghe gắn ở đây này đó à. Và muốn làm sao thu âm là qua đó, và muốn làm sao để nghe chất lượng nó tốt hơn á. Nhiều khi á, nói vui chứ thật ra là ngày đó bọn anh còn nhét cả tất vớ vào trong đó để tránh được lọc tạp âm, lọc âm. Đó là những cái rất là khó khăn. Sự khác biệt nữa là cái ngày đó khi mà cái dòng nhạc rap hip hop này nó chưa có nhiều sân chơi như bây giờ đây, mọi người có thể thấy, cũng như là chưa có nhiều cộng đồng để mọi người có thể phát triển á, thì ngày đó bọn anh chỉ là tập hợp lại với nhau, chỉ là đơn lẻ độ khoảng chục hai chục thành viên tạo thành ra các cái forum, các cái câu lạc bộ để chơi nhạc rap hip hop với nhau và tự chia sẻ và tự đăng cho nhau nghe, tự sướng, đơn giản là như vậy thôi đó. Và cái thời điểm bây giờ thì mọi người thấy rằng là nhạc rap hip hop và những game show về chương trình rap hip hop là bây giờ đã có thể hiên ngang đứng top đầu trending, và những bài nhạc rap hip hop là có thể ra sòn ngày nào chúng ta có thể thấy trên mạng xã hội. Đó là cái sự phát triển rất là đơn giản, ai cũng có thể nhìn thấy. Thế thì ngày xưa mình, bản thân mình có tham gia những trận diss hay là battle không anh? Ui, ui. Câu hỏi nhạy cảm ha. Câu hỏi thật ra thì cũng có những một số khách mời cũng đã gọi là tự tin trả lời rồi. Lời thì em cũng rất là muốn nghe. Thật ra thì anh cũng tự tin thôi. Mọi người đều biết rằng là nhạc rap hip hop thì trong đó nó có một cái phần không thể thiếu, đó là dissing. Yes. Thì cái dissing đó là một cái phần dòng nhạc rap mà hầu như chắc anh nghĩ rằng là bất kỳ một rapper nào cũng sẽ phải trải qua. Theo anh nghĩ rằng là đó là cái thời gian đầu, thời kỳ đầu thôi, khi mà các rapper còn chưa biết nhau, chưa hiểu nhau, thì ông nào cũng muốn so trình, tôi level cao hơn ông rap chán hơn tôi rap hay hơn ông. Thì ngày đó là hay thường xuyên xảy ra những trận diss. Rất là may mắn anh được chứng kiến rất nhiều trận diss ngày đó, rất là kinh điển, rất là hay. Yes. Còn nếu mà riêng với cá nhân anh thì cũng không có gì ngại chia sẻ cả. Hình như theo trí nhớ của anh là có một cái trận diss với riêng bản thân anh, thì anh đã có một trận battle rap với cả Big Daddy. Hình như là vào năm khoảng năm 2011-2012 gì đó. Em nhầm. Thì ngày đó là mọi người cũng muốn so tài cao thấp, anh em với nhau thôi. Và ngày đó vẫn, tất nhiên là anh em vẫn là chung một cái cộng đồng, ngày đó là Lady Killer. Đó. Dạ đúng rồi ạ. Thì theo quan điểm của anh ấy, thì anh thấy rằng cái thế hệ Gen Z bây giờ, khi mà những bạn trẻ như thế, họ có một cái khuynh hướng rap, cái lối sống rap khác, cái flow khác và rất là nhiều thứ khác như thế, thì anh có suy nghĩ như thế nào? Thật ra thì suy nghĩ của anh cũng không có quá gì gọi là nổi bật về cái vấn đề đó cả. Tại vì anh em mình chơi rap thì đều thể hiểu rằng là rap là cái tiếng nói của tâm hồn. Rap có thể giúp mình nói được tất cả những cái khía cạnh trong cuộc sống mà đôi khi những dòng nhạc khác có thể hơi khó trình bày và hơi có thể khó diễn tả được bằng nhạc, như là dòng nhạc rap hip hop. Thì cái thời điểm ngày trước với cái thời điểm bây giờ, xã hội phát triển, tất cả mọi thứ đều phát triển, thì cái góc nhìn cuộc sống của tụi anh ngày đó nó đơn giản lắm. Nên là cũng không có cái gì để làm gai góc, phải thể hiện rằng là cuộc sống của tao hustle, rằng là cuộc sống của tao khó khăn, bươn trải này nọ. Thì cuộc sống của bọn anh ngày đó rất là đơn giản thôi. Yêu, đam mê rap, chúng tôi yêu rap thế này này, chúng tôi sẽ thể hiện một bài nhạc qua là như vậy. Và đến thời điểm bây giờ thì tất cả mọi người thế hệ Gen Z bây giờ cuộc sống nó đầy đủ hơn. Các bạn được tiếp nhận tất cả rất nhiều những thông luồng thông tin về dòng nhạc, cũng như cuộc sống nó ổn định hơn rất là nhiều. Thì các bạn có quyền được thể hiện những cái liên quan đến khía cạnh của một bài nhạc, ví dụ như là flex, thể hiện là quần flexing. Áo vòng vèo các thứ. Rồi cũng có thể là cuộc sống của tôi khó khăn thế này thế nọ, và cũng muốn được thể hiện ra. Thì anh nghĩ đó là một điều rất là bình thường thôi. Anh tin nói rất là đúng, là kiểu ở trong cái thế hệ trước hay là thế hệ sau gì ấy, thì cái vấn đề cốt lõi vẫn là thể hiện cái tôi, cái lối sống của mình ở trong những bài nhạc. Nhưng mà theo em cảm thấy là nhạc ngày xưa, cái thể loại beat chọn á, ví dụ như bây giờ là gì, trap nè, thể loại mumble nè, một số thể loại khác, ngày xưa thì mình sẽ không có những cái thể loại đó đúng không anh? Theo trí nhớ của anh thì ngày đó là chưa xuất hiện những cái dòng nhạc như bây giờ, như kiểu mumble rap hay là trap. Em muốn hỏi thêm là, thì khi mà anh là một người đứng giữa ở hai dòng thế hệ như thế, thì anh có cái nhìn nào về cái âm nhạc đó không, ý là anh có muốn thử không, hay là anh có cảm thấy nó như thế nào, nó quá mới mẻ hay là anh thích cái cũ hơn? Thật ra là đã chơi dòng nhạc nào cũng vậy thôi. Cái điều cốt lõi rằng là nếu như mình vẫn yêu nghề và vẫn muốn sống với nghề, thì chắc chắn rằng là
chúng ta phải luôn luôn cập nhật với cả xu thế. Thì tất cả những dòng nhạc hay là những cái kiểu style hay là những kiểu flow mới thì bản thân anh vẫn cập nhật hàng ngày hàng giờ để mong muốn làm sao mình không bị tụt lại với tất cả các bạn trẻ như bây giờ. Nhưng mà có một điều mà sau một quãng thời gian, sau khi mà mình đã phát triển và mình hình thành cái suy nghĩ nó chín chắn hơn á, thì anh nhận thấy rằng một điều rằng là mình biết rằng là những khán giả đã yêu thích mình ở cái thể loại rap như thế nào, cách mình đọc như thế nào và cách mình viết một bài nhạc như thế nào, thì anh nghĩ rằng là anh đang viết những bài nhạc để phục vụ những khán giả, những người yêu mến anh. Còn đâu đó nếu như mà cần phải thể hiện những cái khía cạnh mới thì mình sẵn sàng là mình vẫn có thể xung trận. Rất là xung. Ok, rất là tuyệt vời.